không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Hoàng A Mã, ta Hoàng A Mã, đứng dậy đi. Chữ phúc này lúc nãy thu bút ta có hơi rung tay, còn qua đây với ta, tôi cũng viết đi. Dạ, Hoàng A Mã. Chữ viết có lực, còn tính bàn chữ phúc này cho ai vậy? Đại thần văn võ trong triều, luận trấn thủ khai cương công lao số 1, không ai khác ngoài A tướng quân. Chữ phúc này người nên ban cho A tướng quân. A Quế đích thị là công lao hiển hách, nhưng mà luận công kể thân mình ngày đêm chăm lo việc nước, không thể thiếu công lao của Hòa Trung Đường. Hoàng A Mã lời nói chí phải, Nhi thần đã cơ 3 năm, Hòa Trung Đường đúng là bỏ không ít công sức. Chữ phúc này nên ban cho Hòa Trung Đường. Tất nhiên là nên rồi. Đêm 30 rồi, đông đi xuân đến, vạn vật khoe sắc, cẩm cầu mong trên dưới một lòng, bốn bể hòa bình. Thái thượng hoàng anh minh, tài đức Hoàng A Mã soi sáng mọi nơi, vương triều nhà Thanh của ta luôn luôn mưa thuận gió hòa, vạn kiếp thái bình. Tốt, trẫm đã chuẩn bị sẵn quà để tặng cho mọi người. Vĩnh Luân đã đi đón Vĩnh Quý Thái Phi, vậy nên món quà này cứ mang qua phủ Bối Lạc đi. Thái thượng hoàng còn hai phần quà, phải chăng cũng như mọi năm mang tới phủ Hòa Thân Đường và A đại nhân A Quê? Nô tài tuân chỉ. Di thần cũng có chút lòng thành muốn dâng lên thái thượng vị thúy ngọc bích đại lý, trừng mì quá châu, áo choàng gia báo. Tôi tâm ý của mọi người trẫm thấy rất là vui. Thái thượng hoàng, năm nay món quà do Mông Cổ gửi đến cũng rất tinh tế. Họ nói cái chén này rất hợp để cho Hoàng A Mã dùng để uống trà tô dầu. Gốm sứ chén thiền thành vô cùng giá trị hả? Có thể dùng để uống trà, đúng là có cảm giác khác hẳn. Còn gì nữa hả? Thái thượng hoàng, Hòa Trung Đường đích thân dặn dò nô tài phải giao tận tay cho thái thượng hoàng. Hòa thân lúc nào cũng hiểu ý của trẫm nhất. Bái kiến Hòa Trung Đường. Không dám không dám, lão gia nhà tôi đã chờ hai người ở bên kia rồi. Bảo dẫn hầu qua đó. Hòa Trung Đường này không chỉ chức quan cao, cả biệt diện cũng lớn như vậy. Ngay đầu ngoài phủ này ra, ông còn mấy chục căn biệt diện. Chính xác là hòa phủ rộng lớn y như hoàng cung, người bình thường muốn gặp mặt ông cũng khó, vì không biết ông đang ở căn biệt diện nào. Chúng ta có cơ hội tới thẳng nơi này cũng nhờ ông nể mặt công ty Ấn Độ Thác Lai Đồng Thùi đó nghe. Hèn chi tôi nghe nói gặp hoàng đế nhà Thanh quá lắm là quỳ lại, nhưng mà muốn gặp hòa thân
thì phải xếp hàng quỳ lại đó. Bái kiến hòa trung đường. Các ngươi đích thân tới tìm ta, không biết có chuyện gì không? Hòa trung đường, đại diện của công ty Đông Ấn Độ đã tìm thấy một món quà quý giá tại La Mã, nên muốn đích thân dâng tới tận tay hòa trung đường. Công ty Đông Ấn Độ muốn thiết lập mối quan hệ buôn bán mật thiết với triều đình nhà Thanh. Được biết hòa trung đường quyền lực tối cao, mở cửa khẩu mãn. Có biết Phúc Kiến có người tên Lưu Hoài hay không? Năm Càn Long thứ 24, Phùng Nhậm Phi của công ty Đông Ấn Độ các ngài tự ý vào kinh dân cáo trạng, khiêu chiến quyết định thông thương trước đó của Thái Thượng Hoàng. Kết quả hoàng đế nổi giận, trục xuất Phùng Nhậm Phi ra khỏi nhà Thanh. Còn người viết cáo trạng dùm cho hắn bị chém đầu thị chúng. Người đó chính là Lưu Hoài. Các ngươi còn muốn mở cửa khẩu mãn còn khó hơn lên trời nữa đó. Nhưng mà ngươi vượt vạn dặm tới tìm hòa thân ta đi, ta cũng không muốn ngươi phải tay không trở về. Vị trí này gọi là Phong Đình, là một trong số tiểu trấn có thể neo thuyền của cửa khẩu mãn năm xưa. Ta có thể mở cửa cho ngươi. Cần 100 vạn lượng. Là 1000 vạn lượng. 1000 vạn lượng. Mở cửa toàn bộ cửa khẩu mãn, mỗi năm thu nhập chỉ có 500 vạn lượng. Ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Tham kiến Hòa đại nhân. Tiếp tục làm việc. Nói tới tính toán, không ai sánh được với hòa thân ta. Kinh doanh ở nhà Thanh phải theo luật của ta, bằng không hoàng đế nước Anh cũng không nể mặt. Chúng tôi sẽ về chuẩn bị ngân lượng liền. Ngươi có tiền đồ, có qua có lại cũng là quy tắc của nhà Thanh ta. Đa tạ. Nói nhảm. Shut your mouth. Tiểu nhân, bổn hoàng đại nhân tha tội. Bổn hoàng đã từng nói, làm gì ở nhà Thanh, điều đầu tiên chính là phải học biết quy tắc. Get out. Dạ, tiểu nhân cáo lui. À, tướng quân, Thái Thượng Hoàng lệnh cho nô tài mang lễ vật qua cho ngài. Khấu tạ Thái Thượng Hoàng ban tặng. Phiền thượng công công đầy vất vả rồi. Chúc A Tướng Quân năm mới nhiều may mắn. Mong là như vậy. Đa tạ A Tướng Quân. Thái Thượng Hoàng năm nào cũng áo giáp tinh xảo cho đại nhân, đúng là trọng dụng vô cùng. Được Thái Thượng Hoàng hết mực trọng dụng, A Quế ta không biết nói gì hơn. Tốt, mọi người đã vất vả rồi. Năm sau hòa thân ta hứa với mọi người, kiếm được lời được, sức khỏe tốt. Ta là hòa trung đường. Ngồi đi. Lý đại nhân, năm nay có tin tốt gì hay không? Thì chức nghe lời hòa trung đường căn dặn, mở một xưởng muối ở Tứ Xuyên, khai phá muối thù, cả năm thu về được 60 vạn ngân lượng. Làm tốt lắm. Thưởng. Kim đại nhân, còn ngài. Đại nhân, thủ lĩnh Tề Lâm của Bạch Liên giáo Công Dương bị quân ta bắt sống, còn hơn 9000 người dưới trướng toàn bộ đầu hàng. Đúng vậy, Tề Lâm bị giam trong đại lao Huỳnh Bộ, dù có cánh cũng khó thoát lắm. Bắt rất tốt, giam cũng giỏi. Thưởng. Thành đại nhân. Dạ. Dạo này có tin tốt gì hay không? Năm nay cả năm chủ trương đắp đê Vệ An, Dương Châu, Tần Châu, Nghiêm Thành, Thông Châu năm nơi, trong vòng 10 năm không có lũ lụt. Thành đại nhân, ngài làm được một chuyện rất tốt đó. Thưởng. Còn ai có tin tốt muốn bẩm báo với ta hay không? Bẩm qua trung đường. Hạ quan phụ trách điều phối đồng sắt vào kinh, tổng cộng 200 vạn cân. Trong đó chia thành... Khoan đã. 200 vạn cân à? Dạ phải, qua trung đường. Vậy sản lượng đồng sắt năm nay có được bao nhiêu?
700 vạn cân. Trong đó sử dụng tại chỗ 500 vạn cân, còn lại toàn bộ được đưa vào kinh. Hơ, có người nói với ta, Đông Sắc giáp thiên hạ, những nơi giàu có như là Phúc Kiến, Triết Giang, Quảng Đông đều có nhiều người muốn dùng giá cao để mua lại một ít đồng sắt được đưa vào cung. Ta đã dự trù có một lượng đồng sắt không thể vào kinh. Nhưng mà ngươi nói với ta, sản lượng năm nay là 700 vạn cân, trong đó 500 vạn cân đồng đã sử dụng tại chỗ, còn 200 vạn cân đều đưa vào trong kinh thành. Vậy không lẽ những nơi khác không ai mua lại cân nào hay sao? Hào Quang biết tội. Tiền có thể tham, nhưng mà tuyệt đối không được lừa gạt ta. Hoàng Trung Đường tha mạng, thuộc hạ không dám nữa. Đứng dậy. Ta tha cho ngươi lần này, đem số ngân lượng ngươi đã lấy trả lại hết đi. Tạ Hoàng Trung Đường tha mạng. Mọi người đi theo hòa thân ta, cùng nhau đi con đường chính đạo, đúng không? Tham lam nhất thời để làm cái gì chứ? Để đi vào ngõ cụt hay sao? Cũng không còn sớm nữa, mọi người cũng cần về nhà ăn Tết chứ. Tạ Hoàng Trung Đường. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, thành bại là coi đêm nay đó. Thanh Nhi lập tức khởi hành. Hành động lần này không thành công cũng thành nhân. Na Ngạn Thành, nhớ phải cẩn thận. Hành động đêm nay liên hệ hệ trọng. Thanh Nhi đã rõ. Tất cả miễn lễ. Lì xì may mắn, hôm nay phát tiền mừng tuổi cho mọi người. Nhưng mà trước khi phát, ta muốn biết là gần đây kinh thành có chuyện gì thú vị hay là không. Người nói xem. Không biết tại sao tối qua tự nhiên thần võ môn bị người ta mở ra rồi. Bây giờ tôi còn đang điều tra là do ai làm nữa. Tốt, phát lì xì đi. Tôi bán sòng phấn trang điểm ở thành Tây. Hôm qua có một hòa thượng tới mua hàng, còn mua rất nhiều. Nhất định có điều kỳ lạ. Có thể hắn mua cho Nico xài thì sao? Hòa đại nhân, bên tôi mới có người lạ chuyện lạ đó. Tôi nghe bà chủ của Noãn Xuân Cát nói, có một đám người Tây Vực bao trọn cả Noãn Xuân Cát. Tính cả hôm nay vừa đúng 7 ngày. Bọn họ chỉ ở trong phòng suốt, cũng không uống rượu. Ngay cả tay của mấy cô nương trong Noãn Xuân Cát cũng không sờ tới. Vậy thì nên kêu bà chủ của Noãn Xuân Cát đổi mấy cô nương khác đi. Kỳ lạ lắm. Sáng nay trên đường Mỹ Thị có một cọng đá rất lớn bị sập. Sáng sớm đi bán ngang qua đó, rõ ràng không bị gì hết. Tự nhiên đột ngột như vậy, không có bị sét đánh, cũng không có bị mối gặm. Sao lại như vậy chứ? Chà, như vậy mà cũng gọi là tình báo hả? Yên lặng đã. Các ngươi nói lại lần nữa. Thần võ môn bị mở ra rồi. Có một đám người Tây Vực bao trọn Noãn Xuân Cát. Đường Mỹ Thị vô duyên vô cớ cổng đá bị sập. Tất cả đều được thưởng. Không được tha cho ai hết. Dạ. Ngươi còn có mạng tới đây, đúng là trời không có mắt. A Quý,
ngươi tìm người mở thần võ môn, làm cho ta tưởng là có người đột nhập vào cung ám sát Thái Thượng Hoàng. Trên đường dụ ta vào cung, đẩy ta vào con đường chết. Ngươi tưởng cho người đánh cổng đá thì có thể tính toán được ta sẽ đi đường nào hay sao? Đáng tiếc, hòa thân ta trời xanh phúc lớn mạng lớn, không cho ngươi được toại nguyện đâu. Nếu trời không phạt ngươi thì để ta trừng phạt ngươi. Thật không ngờ, nếu là 20 năm trước ta đã xé xác ngươi ra từ lâu rồi. Luận quân công, A tướng quân là đệ nhất trong triều ta, quả thân ta với ngài vẫn là có chút kính trọng. Ta khinh. Được người kính trọng ngược lại là sỉ nhục của ta. Ngươi hãy sang Thái Thượng Hoàng, nô tài đi trước một bước. Hà quỷ, người gian xảo lắm, vào cung của giá. Dưỡng tâm điện. Thái Thượng Hoàng, cái áo khoác là A Quế đại nhân đưa qua đó. Đợt trước thiên tần gặp phải hạn lớn, bên hộ bộ đã chuyển phát gần lương cho Phúc Trường An gấp đề ngăn lũ mà. Tại sao Tấu Trường xác nhận còn chưa được trình lên vậy? Thái Thượng Hoàng, tối nay là đêm năm mới, đừng lo âu nhiều nữa. Bên ngoài đang có tuyết rơi, hay là để nô tài cùng Thái Thượng Hoàng ra ngoài ngắm tuyết vậy? Tuyết của năm nay hình như rơi muộn hơn ha. Không muộn, không muộn, chưa tới giờ tí. Sao gọi tuyết nhiều may mắn được chứ? Mong là như vậy. Mong là năm sau thiên hạ của trẫm cũng bình bình an an. Tất nhiên, tất nhiên. Ngươi còn câu nào khác không? Cũng có, cũng có. Sao cái áo khoác nóng quá vậy? Hả? Thái Thượng Hoàng cẩn thận. Hả? Hộ giá, mau hộ giá. Hoàng Quý Phi nương nương, nhị A Ca, hai người tới rồi sao? Muội muội đợi hai người đã lâu lắm rồi. Muội muội có lòng rồi, mỗi năm đều tới ngự hoa viên sớm như vậy. Giao thừa treo lồng đèn là tập tục truyền thống trong cung đình, sao có thể không coi trọng chứ? Phải rồi nhị A Ca, năm nay người có nguyện vọng gì hay để bổn cung viết giùm người nha. Không cần làm phiền Thành Phi nương nương, giấy viết điều ước ta đã viết xong hết rồi. Miên Ninh năm nay có nguyện vọng gì vậy? Năm nay Miên Ninh lớn thêm một tuổi, mong là Hoàng Ngạc Nương ở trên trời có thể nhận ra hình dáng của Miên Ninh khi khôn lớn. Hoàng Ngạc Nương ở trên trời vẫn luôn dõi theo Miên Ninh, thì sao quên hình dáng của Miên Ninh được? Vậy thì tốt quá. Khi sinh thần nhi, Hoàng Ngạc Nương đã mất, nhưng cũng may còn Hoàng Ngạc Nương như người thương yêu thần nhi. Miên Ninh yên tâm, hai Hoàng Ngạc Nương của con đều yêu thương con hết mà.
Hoàng thượng gia đâu? Hoàng hạ Cát Tường, hôm nay đều là người trong nhà, các ái phi không cần đa lễ. Biên Ninh, Hoàng A Mã, người tới thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng Hoàng Ngạc Nương cùng đốt lòng đèn ước nguyện. Được, để trầm viết xong điều ước thì cùng đốt lòng đèn. Dạ được. Có sao không? Hoàng thượng, hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì hoảng hốt vậy? Cứ bảo hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng gặp chuyện rồi. Hoàng A Mã, Trạc Tu Du có thể định thần trấn an. Hòa thân xin cầu kiến. Nô tài hòa thân cứu giá chậm trễ, xin Thái Thượng Hoàng thứ tội. Chuyện này liên quan gì khanh? Bình thân. Tạ Thái Thượng Hoàng. Lúc nãy nô tài vội vã vào cung, thấy thái giám và cung nữ bàn tán xôn xao, nói trời có dị tượng, dường như tổn hại tới Thái Thượng Hoàng. Di thần lập tức tới đây ngay để dạy dỗ họ. Tình huống lúc nãy thật sự kỳ lạ, trẫm nghĩ hoài không ra tại sao lại cháy chứ. Nô tài đã hiểu hết cả quá trình của sự việc rồi, cả gan cho là có người ở phía sau giở trò. Tào công công, phiền ngài mai sát miếng vải này giùm ta. Chạm mạnh lên. Thái Thượng Hoàng, hoàng thượng đã nhìn thấy rồi chứ? Dạ phải, giống y hệt với tình hình lúc nãy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, chính là bột lân trắng. Bột lân trắng? Loại bột này khi gặp nóng nó sẽ cháy. Rất rõ ràng là trước đó có người đem bột lân trắng để lên trên chiếc áo choàng của Thái Thượng Hoàng. Chỉ cần Thái Thượng Hoàng đứng gần cái đèn là nó sẽ phát cháy. Còn Tào công công, trên tay có cảm giác nóng, đó là vì trước đó khi ngài khoác áo choàng lên cho Thái Thượng Hoàng đã không cẩn thận dính phải bột lân trắng trên tay. Cho nên tuyệt đối không có chuyện có hiện tượng lạ, là có người đã cố ý giở trò mưu hại Thái Thượng Hoàng. Nô tài tội lỗi đáng muôn chết. Rốt cuộc là ai phải trăm phương ngàn kế mưu hại trẫm chứ? Rốt cuộc là ai to gan tới như vậy? Tào công công, lại đã tặng chiếc áo choàng đó là đại nhân A Quế tặng. Hòa thân, sao người biết được A Quế sẽ hành thích trẫm? Nô tài trên đường hồi cung gặp phải thích khách, cuối cùng đã xác nhận được là do A Quế chỉ thị. Nô tài đích thân đối chất với A Quế, hắn phát hiện giết nô tài không thành, lại âm thầm đi báo cho nội ứng ở trong cung hành thích Thái Thượng Hoàng. Nhưng mà nô tài thật sự không ngờ hắn lại lợi dụng áo choàng của Thái Thượng Hoàng làm cho Thái Thượng Hoàng hoảng sợ. Nô tài tội đáng muôn chết. A Quế muốn giết khanh không phải là chuyện mới gì đâu. Nô tài vô dụng, chưa thể hộ giá kịp thời, khiến cho Thái Thượng Hoàng hoảng sợ. Thật không ngờ A Quế lại có quyết tâm lớn đến vậy. Là ý đồ phản nghịch mưu phản đó. Người cũng đã chết rồi mang chữ được cái gì chứ? Người Tào Tiên Hỷ, lát nữa tháo bức tranh công thần của A Quế xuống đi. Dạ. A Quế cứ nhiên cả gan thực hiện kế hoạch ác độc đến như vậy. Mặc dù hắn đã đền tội, nhưng mà chắc sẽ còn người nhà Thái Thượng Hoàng. Ngươi có cần? Thôi, thôi đi.
hòa thân. Dạ. Tối nay là đêm giao thừa, Khanh mau về nhà đoàn viên đi. Nô tài cáo lui. Kẻ ăn hối lộ làm loạn thì phú quý an lạc, kẻ trung thành chính nghĩa thì lại tự tìm đường chết. Xét về quân thần, Khanh thấy Trẫm sai, Trẫm không trách Khanh. Nhưng xét về bằng hữu, tại sao Khanh không thể chấp nhận một chút tâm tư của lão già này được chứ? Nô tài khấu kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Qua trung đường, Hoàng A Mã người sao rồi? Hoàng thượng xin người yên tâm, mấy chục năm nay sương gió đao kiếm, có thứ gì có thể làm hại đến thái thượng hoàng chứ? Chuyện tối nay cỏn con như vậy càng không đáng để quá lo. Chuyện cỏn con càng không đáng để tâm. Trẫm sợ nhất là có người mang trong lòng lòng bất trung. Phong vũ khó đổi, lòng người khó đoán. Đúng vậy, Trẫm không thể ngờ được A Quế lại làm như vậy. Không lẽ hoàng thượng đã biết hết tất cả hay sao? Không lẽ những chuyện mà Hòa Trung Đường biết có thể giấu được Trẫm sao? Nô tài không dám. Khanh nghi ngờ ai là đồng bọn với hắn. Nô tài không dám suy đoán bừa bãi, nhưng nhất định sẽ cố gắng tìm ra chứng cứ, đem những người có liên quan trừng trị nghiêm khắc. Hy vọng là Khanh tìm ra được. Khanh có biết Tượng Cấm Thành có một nơi có ngụ ý là thiên nhiên không? Xưa ta có câu, đạo bất đồng bất tương di mưu. Người xưa dùng nơi vuông tròn để ví von quy tắc, rất có thể là muốn dạy cho người đời. Chỉ cần ở dưới trời, trên mặt đất, bất kể người đó lại cũng phải tuân theo quy tắc. Đáng tiếc là ngay cả người xưa cũng đã tính sót. Giữa trời và đất còn có Hòa Trung Đường. Hoàng thượng đã quá lời rồi, cũng đã gần sắp đến giờ tế tổ ở trong cung. Nô tài nên về nhà để đoàn viên rồi, không làm phiền hoàng thượng nữa. Nô tài xin cáo lui trước. Điện Phụng Tiên. Hoàng thượng ra đâu? Tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Hoàng A Mã người không sao chứ? Thần nhận được tin có người hành thích Hoàng A Mã. Hoàng A Mã không sao chứ? Hoàng A Mã không sao chứ? Nếu mọi người đã nắm bắt được thông tin như vậy, lẽ ra đã có người báo cho mọi người Hoàng A Mã đã bình an vô sự rồi. Tự cấp thành phòng ngự khi nào trở nên lỏng lẻo như vậy chứ, để người khác có cơ hội. Phủ nội vụ làm gì kiểu gì vậy? Hòa Trung Đường lần này tưởng chừng hoàn hảo, cứ như vậy không phải là cách đâu. Thần bây giờ sẽ tới Dưỡng Tâm Điện tìm Hoàng A Mã, kêu người đến phủ nội vụ cho thần quản. Đứng lại đó. Hoàng A Mã hôm nay đã đủ khổ rồi, người rất mệt, đừng có làm phiền người. Hoàng thượng, sắp đến giờ lành nghi thức tế tổ rồi, nếu còn không tiến hành e là sẽ không may mắn nữa. Năm nay sẽ do Trẫm thay thế Hoàng A Mã chủ trì nghi thức tế tổ. Nhưng mà có phải ngay cả lời của Trẫm Khanh cũng không nghe không?
thần không dám. Mau báo cho đầu khấu của đường. Sao rồi Toàn Thúc, có bắt được người sống hay không? Mấy người áo đen chạy tới khu vực này, thà chết không phục, phản kháng chống lại, cuối cùng nhảy xuống vực chết hết. Ta không quan tâm là thật hay là giả, cho người đi tìm. Cho dù chỉ còn cái xác cũng phải tìm cho ra. Dạ rõ. À quỷ, ngươi tưởng ngươi chết rồi là có thể kết thúc hay sao? Quả thân ta không thể bỏ cuộc gì đâu. Lão gia, đến giờ rồi, mời các vị giết giá cuối cùng. Lần này Phòng Ly ra giá cao nhất, những người khác có thể mời về. Tấu sớ, chúc mừng công tử. Luật của Mê Lâu chỉ có thể nhìn, không thể chạm. Cái này chính là tấu sớ hoàng thượng chưa phê duyệt. Đúng là quý vật đó. Đa tạ đầu khấu cô nương. Thật xin lỗi, để quà đại nhân phải đợi lâu. Là đầu khấu cô nương, có phải chờ bao lâu thì cũng rất là xứng đáng mà. Xảy ra bao nhiêu chuyện, hòa đại nhân vẫn có thể cười nói vui vẻ. Xem ra sự lo lắng của thiếp đã dư thừa rồi. Xem ra có người đau lòng vì ta kìa. Thiếp chỉ là nghe nói vừa rồi có người gặp phải nguy hiểm, may mắn thoát chết. Ý, không phải bây giờ ta bình an lành lặn đứng trước mặt của nàng hay sao? Không trầy sức gì thật sao? Vậy thì phải nhờ bàn tay của đậu khấu cô nương kiểm tra qua rồi. Vô lại. Cho dù là ta vô lại cũng chỉ vô lại trước một mình nàng mà thôi. Sao rồi hả? Ăn xong cơm đoàn viên thì muốn dùng ly trà hạnh nhân trân châu này đuổi khéo ta đi hay sao? Không phải đuổi khéo chàng, mà là thả chàng đi đó hòa đại nhân. Tối nay ở phủ chàng cũng phải đón tất niên mà. Hơn nữa tin chàng bị ám sát cũng đã lan truyền, người nhà của chàng nhất định đang rất lo lắng. Về nhà đi. Hey, sớm biết như vậy ta để tên A Quế đó chém thành hai nửa. Một nửa thì về nhà đoàn viên, một nửa thì... Nè, thiếp không cho phép chàng nói vậy. Nàng không cho ta nói, được rồi. Vậy ta uống hết chén trà hạnh nhân này ta sẽ đi. Sau này mọi chuyện phải cẩn thận. Ta biết là có rất nhiều người muốn ta chết, nhưng mà sao ta có thể nỡ chết sớm thế vậy chứ? Nàng còn chưa đồng ý gả cho ta mà. Lẽ ra bên trong tờ giấy này có viết rằng ngày tháng tốt nhất của năm sau, ai ngờ lại bị tên A Quế đập phá hoại hết. Hơi, xem ra năm nay cũng khó mà hỏi cưới được rồi. Thất vọng hả? Vậy có phải ta nên nắm bắt cơ hội này hỏi cưới nàng hay không? Chàng cứ thử sẽ biết thôi. Ta biết, ngày nào ta còn chưa làm được việc đó cho nàng, không gỡ được nút thắt trong lòng, nàng sẽ không chịu gả cho ta đâu. Nhưng mà ta không tin trên thế gian này có chuyện gì mà hòa thân ta không thể làm được. Năm sau ta sẽ lại tới hỏi cưới nàng gì. Năm sau mới tính. Chàng về đi. Năm sau nhớ làm ăn phát đạt đó. Năm sau ngày càng thăng tiến, trung đường đại nhân. Được. Chào mọi người. Hòa trung đường, ngài vẫn khỏe chứ? Nếu như có chuyện, quả thân ta đã không đứng ở đây rồi. Nghe nói Thái Thượng Hoàng và Hòa trung đường cùng lúc bị ám sát, thuộc hạ thực sự bất an trong lòng, không biết Hòa trung đường xử lý như thế nào. Vậy thì ngươi muốn Hòa mẫu xử lý như thế nào đi? Hòa trung đường, đội kỵ binh dũng mãnh đã chuẩn bị vào kinh bất cứ lúc nào. Trước mặt nhiều người tuyệt đối không được nói bậy.
cũng đã tới giờ rồi. Mọi người về nhà đoàn viên, có dịp sẽ gặp lại sau. Tạ Hoàng Trung Đường. Lão gia, lão gia. Má Pháp. Hoàng, ngồi đi. Phúc Ân, có muốn ngồi với Mã Pháp hay không? Dạ nè. Nè, qua đây. Ngồi với Mã Pháp đi. Con muốn sờ râu của Mã Pháp. Muốn sờ râu của ta hay sao? Thôi được rồi. Có vui hay không? Dạ vui. Mọi người vui vẻ ăn bữa cơm. Phúc Ân, muốn ăn cái gì nè? Con muốn ăn cân tôm đó. Được. Lão già, hay là đợi luôn phong thân ân đức về? Thì ra trên dưới triều Mãn còn có người bận rộn hơn ta sao? A Mã. Phúc Ân, ngoan. Nhị nương, Tam nương, Tứ nương, Toàn thúc. Phúc Ân cũng đói rồi, hay là mọi người ăn cơm đi. Trước khi ăn, phát lì xì trước cái đã. Đây, mỗi người một bao. Chúc lão gia may mắn bình an. Dân giả cho nàng. Đa tạ lão gia. Đây, công chúa. Lão gia, các tin cũng chiếu. Phúc Ân. Đa tạ Mã Pháp. Toàn thúc. Các tường mãn đường nghe lão gia. Mọi người đều phải bình an đó. Mã Pháp cũng phải bình an. Phúc Ân ngoan. Mã Pháp, cho con thêm một bao lì xì. Đây. Không phải A Mã đã dạy con, làm người lại không được tham lam. Lấy cái lì xì đại cát đại lợi, may mắn đầu năm thôi. Phúc Ân, cầm đi. Đa tạ Mã Pháp. Ngoan. Cả gia đình sum về đông đủ. Ăn cơm đi. Tại đó, đồ ăn cũng nguội rồi. Mọi người mau ăn đi. Sao rồi phu nhân? Đêm lành cũng không lấy. Chàng cũng biết tính bướng bỉnh của con trai chàng mà. Trước giờ chàng đều muốn phong thân ân đức, làm người chính trực, không được nước chảy bèo trôi. Bây giờ được như mong muốn rồi. Cha con ở chung một nhà, người lạ cùng đường, đúng là xa tận chân trời mà. Hy vọng ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu nỗi khổ của người làm A Mã chàng đi. Hòa thân ta thâu tóm binh khí trong thiên hạ, mà lại không thâu tóm được trái tim của con trai mình. Lại là trà đắng của người Tây à? Là cà phê. Thiếp thấy chàng mệt mỏi như vậy, tối nay lại đón giao thừa. Uống một chút cà phê có thể sẽ tỉnh táo hơn. Hôm nay có một người nước ngoài tới từ công ty Đông Ấn Độ. Trước khi hắn ta rời khỏi, dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với ta. Ta biết hắn đang chửi ta, cho nên ta đã dùng cái câu mà nàng đã dạy ta. Nói nhảm. Shoot your mouth. Khoan cười cái đã. Sau đó ta còn thêm một câu. Get down. Tất cả bọn họ nhận lỗi với ta ngay. Lão gia, chàng dùng giọng điệu này để nói những câu đó với hắn sao? Chính là giống như phu nhân bây giờ vậy. Mở trừng đôi mắt để nhìn hắn thôi. Lão gia, chửi hay lắm. Nếu mà chàng đã chửi người ta, vậy có cần thiếp kêu người đem trả lại món quà không? Tất nhiên là không cần rồi. Tặng quà cho ta là một chuyện, bị ta chửi lại là một chuyện khác nữa. Nếu như người nước ngoài nhỏ mọn như vậy, thì đừng mơ sẽ gặp ta. Mấy ngày nữa thiếp vào cung chúc Tết, đem hộp nhạc tám âm tặng cho hoàng quý viên nương nương, chắc là sẽ dự ý chàng. Làm theo ý của phu nhân đi. Mấy người ngoài kia đã đi hết chưa vậy? Toàn thúc đã giải tán họ đi hết rồi. Vậy thì tốt rồi. Lão gia. Cuối cùng chúng ta cũng có thể yên tĩnh ngồi thưởng thức cảnh tuyết rơi.
Lão gia, có chuyện gì vậy? Ta không biết nữa. Chuẩn bị ngựa. Qua đây nhanh. Thương hoàng đâu? Không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.